thoảng sẽ có một số gia đình tôi đã từng gặp, con sẽ hay nói là con không thích mẹ, con không thích bố, con ghét mẹ, con ghét bố, xong là còn có những ý tưởng con muốn bỏ nhà ra đi, rồi con muốn bỏ học, con không muốn thế này, không muốn thế kia. Thì thường đấy sẽ là biểu hiện mà khi chúng ta đã dồn nén quá nhiều cho những đứa trẻ có trùng vân tay ngược. Thì với những người có trùng núi chạy từ không, thì đó là chủ đề về trùng vân tay ngược. Nếu chúng ta được đào tạo từ mới mẻ đến khi nhóm trùng có ký hiệu là trùng RL đấy. Xin chào tất cả anh chị, tôi là Tiến, chuyên viên tư vấn dịch vụ sinh chắc vân tay YouScan. Và rất vui hôm nay thì tôi lại chia sẻ với tất cả anh chị về một cái chủ đề. Về cái chủ đề này thì theo tôi đánh giá sẽ là chủ đề sẽ rất là đáng được quan tâm của rất nhiều phụ huynh. Đó là chủ đề về những đứa trẻ bướng bỉnh, những đứa trẻ cứng đầu, và cách làm sao để chúng ta có thể xử lý được, giao tiếp được, thuyết phục được chúng. Và theo góc nhìn của sinh chắc vân tay thì với những đứa trẻ có trùng vân tay nào thường sẽ có biểu hiện cứng đầu bướng bỉnh như thế, để các phụ huynh có thể chúng ta xử lý trẻ một cách hiệu quả nhất. Không để chúng ta chờ lâu thì đến bây giờ tôi sẽ đi vào cái vấn đề đầu tiên, đó là với những đứa trẻ bướng bỉnh và cứng đầu thì thường chúng có những biểu hiện như thế nào. Chúng ta cũng sẽ dễ gặp phải những biểu hiện sau. Đầu tiên, khi chúng ta ra mệnh lệnh cho trẻ, thường là trẻ sẽ phản ứng lại và chống đối. Con không thích làm việc này đâu, rồi việc này nhàm chán lắm. Đấy là những câu nói thường ngày mà chúng ta sẽ gặp phải từ con với những đứa trẻ mà tầm 4 đến 5 tuổi trở lên. Rồi trẻ sẽ hay nóng giận, trẻ sẽ hay thể hiện sự bực tức khi chúng ta yêu cầu quá, chúng ta tạo áp lực quá, trẻ sẽ thể hiện sự phản kháng bên ngoài. Ví dụ như là ném đồ này, rồi đạp cửa này, rồi hét to nói to này, phản ứng bằng giọng nói. Đấy cũng là biểu hiện của những đứa trẻ có biểu hiện cứng đầu hoặc là hơi bướng bỉnh một chút. Rồi có những đứa trẻ sẽ hay làm ngược lại, vất vâng ra khi chúng ta yêu cầu rồi chúng ta giao việc. Tuy nhiên là khi chúng làm thì chúng sẽ làm những cái mà có thể gọi là chống chế lại, rồi sẽ có sự gần như là phản ứng trong quá trình triển khai, và chúng ta nhìn rõ cái thái độ không hợp tác rồi không hiệu quả trong quá trình làm chúng. Tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải có cách ứng xử một cách hiệu quả hơn với chúng, để chúng ta có thể là thuyết phục này, chúng ta có thể làm việc nhóm này, chúng ta có thể là hợp tác được với chúng một cách hiệu quả nhất. Thì theo quá trình tôi tư vấn trong khoảng 7 năm tại thị trường Hà Nội như thế này, thì tôi có đúc kết lại đó là hai nhóm trùng vân tay này sẽ là hai nhóm trùng vân tay thường có biểu hiện cá tính như vậy. Đầu tiên nó sẽ là nhóm trùng vân tay đại bàng, hay chúng ta hay gọi là xoáy tròn hoa tay. Thì ký hiệu vân tay của các nhóm trùng này đó là WS này, hoặc WT này, hoặc WE. Nhóm trùng thứ hai đó là nhóm trùng vân tay nước ngược. Thì đây là cái nhóm trùng có ký hiệu là trùng RL. Đấy, thì hai nhóm trùng này thường được gọi là hai nhóm trùng có cá tính rất là mạnh, và chúng ta sẽ phải lựa theo tính cách bẩm sinh của chúng để chúng ta có thể tương tác hiệu quả hơn. Vậy những nhóm trùng đấy thường họ sẽ có trùng vân tay có tính cách gì? Đầu tiên, với những người có nhóm trùng đại bàng thì họ sẽ rất là độc lập. Với những đứa trẻ có trùng vân tay đại bàng hoa tay, thường những đứa trẻ này sẽ rất là độc lập. Độc lập ở đây có nghĩa là trẻ sẽ có quan điểm riêng, có sở thích riêng, có mục tiêu riêng, có mong muốn riêng. Và khi chúng ta giao việc cho trẻ, chúng ta yêu cầu trẻ một cái việc nào đó, thì chúng ta mà ép buộc áp đặt cho chúng thì chắc chắn là chúng sẽ phản ứng lại, và vô tình những cái phản ứng đó chúng ta sẽ coi nó là bướng bỉnh hoặc là chống đối. Tính cách thứ hai, với những đứa trẻ có trùng vân tay đại bàng, thường chúng sẽ có khả năng là tập trung mục tiêu của chính họ, của chính chúng rất tốt. Tôi nhấn mạnh lại đó là chúng sẽ thường tập trung mục tiêu, những cái mục tiêu, những công việc, những sở thích mà chúng quan tâm, chứ không phải những mục tiêu mà bố mẹ yêu cầu hay là cô giáo yêu cầu. Chính vì thế, nếu như chúng ta giao phải cái việc mà con không thích, giao phải cái việc mà con thấy không quan trọng, và chúng ta không giải thích, chúng ta không làm rõ được cái tầm quan trọng của việc đó, thì thế này chắc chắn là trẻ sẽ chống đối là chuyện bình thường. Ví dụ trẻ mầm non thì không thích chào khách này, rồi trẻ cấp 1 thì không thích làm bài tập này, không thích làm việc nhà này, rồi bảo con phối hợp việc này việc kia thì con sẽ phản ứng. Đó, đấy là tính cách thứ hai của những đứa trẻ có trùng vân tay đại bàng. Rồi những đứa trẻ có trùng vân tay đại bàng cũng như trùng vân tay nước ngược thì chúng đều có một cái tính cách chung, đó là rất thích mọi việc khi mà làm phải là rõ ràng, phải là minh bạch, phải là cụ thể, phải là logic. Chính vì thế, nếu như chúng ta giao việc, chúng ta yêu cầu và chúng ta yêu cầu trẻ phải làm ngay, nhưng chúng ta không phân tích, không đánh giá, rồi không giải thích để cho trẻ hiểu cái phương pháp rồi như là ý nghĩa, thì đấy là trẻ sẽ thấy không rõ ràng, và chắc chắn là trẻ sẽ phản ứng lại, đặt những câu hỏi phản ứng lại với bố mẹ là tại sao con phải làm được đấy, rồi tại sao phải làm như thế. Đó, chúng ta sẽ không gần như là phản ứng lại được, không yêu cầu chúng được, và khi chúng ta càng ép chúng sẽ càng phản ứng mạnh. Đặc biệt là với trùng vân tay nước ngược, đây là những trùng vân tay có tính khởi nghĩa, có nghĩa là khi chúng ta dồn nén trẻ càng mạnh bao nhiêu thì trẻ sẽ phản ứng mạnh bấy nhiêu. Thỉnh thoảng sẽ có một số gia đình tôi đã từng gặp, con sẽ hay nói là con không thích mẹ, con không thích bố, con ghét mẹ, con ghét bố, xong là còn có những ý tưởng con muốn bỏ nhà ra đi, rồi con muốn bỏ học, con không muốn thế này, không muốn thế kia. Thì thường đấy sẽ là biểu hiện mà khi chúng ta đã dồn nén quá nhiều cho những đứa trẻ có trùng vân tay nước ngược. Đó. Như vậy, việc chúng ta tìm hiểu về sinh chắc vân tay, chúng ta hiểu về trùng vân tay của con cũng là một phần để chúng ta hiểu về những cái cá tính mà những đứa trẻ chúng ta đang quản lý, chúng ta đang giao tiếp, chúng ta đang giáo dục. Quan trọng nhất đó là chúng ta làm thế nào để chúng ta hợp tác được với chúng, chúng ta kết nối được với chúng, thì cho đến chúng ta có thể tận dụng được những cái điểm mạnh, tận dụng được cái khả năng quyết tâm cũng như là cái khả năng tập trung của chúng hiệu quả hơn. Sau đây sẽ là những cái bước, những cái phương pháp để chúng ta kết nối với trẻ có cái sự bướng bỉnh, có cái cá tính, có sự cứng đầu như chúng ta đang bàn tới. Bước đầu tiên, mọi việc mà chúng ta muốn tương tác, muốn giao việc cho trẻ có hiệu quả,
thì tức đấy chúng ta sẽ cần phải thông báo trước, chúng ta sẽ cần thỏa hiệp trước, chúng ta sẽ cần trao đổi trước. Có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải xem cái ý kiến, cái mong muốn, cái nhu cầu của trẻ có hứng thú với cái việc mình giao hay không. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải trao đổi, và không phải việc gì chúng ta trao đổi là con đều đồng ý hết. Theo tôi thì tỷ lệ tối đa nhất chỉ được 70%. Có nghĩa là 3 lần chúng ta trao đổi, 3 lần chúng ta thông báo, thỏa hiệp, 2 lần trẻ đồng ý là ok. Vấn đề đến là một lần mà trẻ không đồng ý thì chúng ta cũng cần phải rất là thoải mái và tôn trọng ý kiến của trẻ. Đấy là bước đầu tiên. Bước thứ hai, chúng ta sẽ cần phải giải thích được những ý nghĩa quan trọng, những cái công việc, rồi chúng ta mô tả được những cái gì mà trẻ sắp tới cần phải làm, rồi cái tầm quan trọng của việc đó. Thì đấy là khi mà những đứa trẻ mình gọi là biểu hiện cứng đầu cá tính như vậy, thì dẫn đến là trẻ rất là thích là phải hiểu rõ bản chất, phải nắm được cái tinh thần, phải hiểu được mục tiêu mà trẻ đang cần phải làm là gì. Thì dẫn đến nếu mà trẻ hiểu được một cách hoàn toàn, dẫn đến là trẻ sẽ tự chủ động làm mà không cần chúng ta phải thúc ép, không cần chúng ta phải đưa giải pháp, và không cần chúng ta phải cầm tay chỉ việc hướng dẫn nữa. Vì những đứa trẻ như vậy thường chúng có sẽ có khả năng là tự tư duy và tốc độ làm việc sẽ rất là nhanh. Đó. Bước thứ hai là chúng ta sẽ giải thích là như vậy. Bước thứ ba, điều này rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ cần dùng thái độ, dùng tông giọng hay là dùng cái cách nói chuyện phải rất là chân thành, rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm. Vì đôi khi chúng ta mong muốn con tốt hơn, nhưng chúng ta lại dùng cái cách nói như kiểu áp đặt con, rồi cái giọng điệu như kiểu là muốn chỉ trích con chẳng hạn. Thì dẫn đến chắc chắn là chúng nghe thái độ như vậy chúng đã phản ứng chúng ta rồi. Khi chúng ta đi làm thì chúng ta cũng thấy là nếu mà sếp dùng thái độ hơi căng thẳng với chúng ta khi nói chuyện, khi giao việc, chắc chắn là cả ngày hôm đấy chúng ta làm việc không hiệu quả. Vì vậy nếu như bố mẹ nào thuộc tuýp huyền tính, chúng ta có cái cách làm việc trong công ty, trong công việc, rồi cách sinh hoạt trong gia đình mà hơi căng thẳng một chút ấy, thì chúng ta sẽ cần điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút. Có như vậy chúng ta mới có thể hợp tác được với những đứa trẻ như này. Rồi, và điều cuối cùng chúng ta sẽ cần cực kỳ quan trọng, rất lưu ý với các phụ huynh, đó là chúng ta sẽ cần tôn trọng các cái ý tưởng, các cái phương pháp, các cái cách triển khai, cách làm việc của trẻ. Vì đôi khi chúng ta giao mục tiêu cho trẻ, nhưng với những đứa trẻ như vậy thường chúng có ý tưởng thích đột phá, thích tự do, và chúng sẽ làm theo cái cách riêng của chúng. Như vậy nếu như chúng ta càng ép chúng theo một quy trình khuôn khổ, chắc chắn chúng sẽ phát lực. Vì vậy chúng ta sẽ nên có một chút sự tự do trong quá trình chúng triển khai. Rồi chúng ta sẽ cần công nhận và khen ngợi, tôn trọng tất cả những cái phương pháp làm đó. Khi con quét nhà xong thì câu đầu tiên chúng ta sẽ cần gần như là phải thể hiện với trẻ đó là câu khen ngợi. Còn đối với con quét sạch, con quét không tốt, con quét không đẹp thì chúng ta sẽ điều chỉnh sau. Nếu như chúng ta công nhận tốt thì dẫn đến là trẻ sẽ có khả năng là thiện cảm hơn và từ đó sẽ chủ động làm việc đấy tốt hơn. Đó. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ cần phải phân tích cho trẻ hiểu cái điều gì chưa đúng, cái điểm yếu của cái phương pháp trẻ đang áp dụng, rồi cái điều gì tốt hơn thì chúng ta sẽ dùng kỹ năng phân tích giải thích để chúng ta có thể giải thích cho trẻ hiểu hơn. Nói vậy thì rất là dễ, tuy nhiên trong quá trình áp dụng thì không phải phụ huynh nào cũng có thể kiên nhẫn hay là rèn luyện nhuần nhuyễn cái kỹ năng vừa rồi được. Tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải có gần như là học tập này, chúng ta sẽ cần phải hiểu được những ý nghĩa của những phương pháp vừa rồi tôi đưa ra. Nếu như anh chị đang gặp khó khăn trong quá trình tương tác với những đứa trẻ bất bình, anh chị vui lòng comment thì tôi sẽ có thể hỗ trợ tư vấn hướng dẫn thêm để tới đến cho tất cả anh chị chúng ta cùng có thể là giao tiếp hợp tác được với những đứa trẻ như vậy. Chúc anh chị sẽ có thể có những đứa trẻ ngoan, rồi chúng ta cũng có thể tương tác hiệu quả hơn và mối quan hệ của chúng ta với con sẽ tốt đẹp hơn. Xin chào anh chị, cảm ơn anh chị đã lắng nghe.